Xin chào anh chị. Ngày mới nha, hôm nay là ngày 9 tháng 12 vào lúc 14 giờ. Em lên là em hôm nay là em quay chảo với ấm với áp suất nha anh chị. Thì như thường lệ, đơn đầu tiên em tặng ai mua 500 ngàn, em tặng cho anh chị một cái ấm nha. Hôm nay tặng ấm nha anh chị. Một cái ấm nha. Cái ấm kêu, ấm dùng từ nhưng mà em không bao kêu nha, tại vì đó là tặng nha. Còn ai mua đơn thứ hai em cũng dặn tặng cho ấm một cái ấm nha, ấm này ấm dùng từ nha, hai cái ấm. Tiếp theo em lên áp suất nha, áp suất này là cân nặng là 2,2 kg. Cái áp suất này là tầm 5 lít đến 5 lít rưỡi áp suất dùng từ nha. Áp suất dùng từ nha anh chị. Cái áp suất này là còn mới lắm nha. Em bên em bán là áp suất là không bao gon nha. Nè gon còn rất đẹp. Nè, nồi áp suất trong lòng cũng rất đẹp luôn, nhưng mà em bán là đầy đủ nhưng mà em không bao gon nha anh chị. Cái áp suất này em bán cho anh chị số 1 là 650 nha, 650 không bao gồm, 650k số 1 nha anh chị. Tiếp theo đây là cái nồi nhôm, cái nồi nhôm này cũng tầm 5 lít rưỡi đến 6 lít nha. Cái nồi này là em thử rồi nha anh chị, em test rồi là ok nha, không xì gon nha, nhưng mà em bán em không bao gon nha. Đây nè em thử rồi, còn nước nữa nè anh chị thấy không, nè còn nước trong lòng còn rất đẹp nha anh chị. Này em thử rồi đó là ok đó, gon còn mới luôn nha. Cái này là nhôm không dùng từ được nha. Cái nồi này là cân nặng là 2,5 kg. Cái nồi này là 700 nha anh chị, em thử rồi không xì gon đó nha. Số 2 từ 5 đến 5 lít rưỡi đến 6 lít. Đây là nồi áp suất số 3, cái nồi này là tầm 6 đến 6 lít rưỡi nha. Cái nồi này là em test rồi là ok luôn nha anh chị, trong lòng cũng đẹp nữa, nhôm nha, không dùng từ được nha. Cái nồi này cho mở nắp như vậy đây, trong đây nó có lồng hấp nữa nè đó. Cái nồi này rất đẹp nha anh chị, cái nồi này là thử rồi là ok đó, không xì gon luôn đó. Cái nồi này là 6 lít đến 6,5 lít luôn đó nha. Cái nồi số 3, nồi này anh bán anh chị là 1 triệu nha. Một triệu nha anh chị. Số 3, nồi này là bằng nhôm không dùng từ nha anh chị. Tiếp theo là số 4. Cái số 4 này là inox dùng từ. Cái này cân nặng nó là 2,5 kg. À, cái này là 3 lít đến 3,5 lít nha. Trong lòng rất đẹp, mở rất nhẹ nhàng, gon còn mới luôn, bóng bẩy luôn. Nè, đó, rất đẹp luôn á. Nồi này em bán cho anh chị là số 4. Cái nồi này là 550 nha anh chị. 550. Dùng từ, em không bao gon nha anh chị. Rồi tiếp theo là em lên chảo nha anh chị. Em có cặp chảo, cặp chảo này là 1 kg giác nè. Hai cái này là không dùng từ nha anh chị. Cái từ cái không từ anh chị ơi. Cái này, cái chảo này giống như chảo hai đáy như này, rất đẹp. Nhưng mà ở trong lòng nó hơi chày, ở đây nó cũng hơi chày. Chảo này là 1 kg giác, số 5.
Em bán cho anh chị cái chảo này, là cặp chảo này là 250, số 5, 250k. Một cái có từ, một cái không từ nha anh chị. Bỏ bọc luôn con đi, mà mẹ Việt Nam lấy cái mình lên con múa luôn rồi. Mới ra hai cái nạp tiếp theo. Tiếp theo là chảo không tay, quánh không tay, một cái có từ, hai cái đều có từ hết nha. Cái nhỏ sâu lòng là 16, bè qua 16 sâu lòng là 6. Cái này là 21, sâu lòng cũng 6 luôn nha. Hai cái này là bán 250 nha. Video mà ba mà ghé cho con đi. Chỗ nào đâu? Số 6, 250. Có từ rồi ba, bà để chữ tờ vô là được rồi, ở ngoài á. Tiếp theo đây cho con là chữ tờ. 250. Số 6, 250k. Tiếp theo là cặp chảo không từ nha, chảo vuông nha. Chảo này là bề qua là 16 nha. Cặp chảo vuông này à, em bán à, chày à, kia nè. Em bán 150 nha, số 7 150 không từ. Không từ ba khỏi đi. Dạ. Ở đây còn một cái nè. Cái này à, có từ. Cái này là bán 100k nha. Cái này chạy cái đây có chút xíu à, nhưng mà nó còn rất đẹp nha. Số 8 100k có từ. Tiếp theo là số 9 nha. Cái chảo này không từ nha. Chảo sâu lòng, con nặng 900g, bề qua là 28, sâu lòng là 10 phân nha. Cái chảo này bán à, ở trong này nó hơi chày, ở trong này nó chày nè. Chảo này em bán 150 nha. 150 số 9. Đây là một cái chảo không từ nữa nè, chảo này nó bị vàng mà nó bị chày nè. Chảo này em bán 100k nha, bề qua nó là 26, bề xuống nó là được 5 đó. 100k số 10. Cái chảo này cũng vậy, nó bị vàng nè. Chảo này nè, em bán theo luôn nha. Chảo này cân nặng là 600g đó. Bề qua nó là 24, bề sâu lòng của nó là 6 luôn. Em bán cho 100k luôn nha. Số 11, ngày 9 tháng 12 nha anh chị. Đây cái chảo này không từ nữa nè. Chảo này trong nó hơi bị vàng, bị đỏ nè. Chảo này em bán là 100k luôn nha. Số 12. Đây một cái chảo bị lỗi nữa nè, chảo này nó bị đỏ, bị chày nè. Chảo này cân nặng là gần 1kg luôn đó, thấy không? Chảo này em bán lỗi luôn là 100k luôn nha. Cái chảo này là nó không chày chụa gì luôn nha, rất đẹp nha. Chả dùng từ luôn nha. Cái chảo tiếp theo là số 14 nha. Cái chảo này bề qua nó là 26, sâu lòng nó là 5 nha. Chảo này là 800g đó. Cái chảo này em bán cho là 150 nha. 150, số 14 có từ nha. Theo là cái chảo men trắng rất đẹp nha. Chảo dùng từ luôn nha, chảo này bự nè. Chảo này không bị ấy nè, nhưng mà nó bị vàng đây chút đỉnh nè, nhưng mà nó không bị chày vết gì trơn nha. Nó bị vàng thôi. Bề qua nó là 28 nha, bề xuống nó được 8 thân. Cái chảo này là 1kg đó, chảo này em bán cho anh chị là 350 nha.
350, có từ nha, số 15. Đây là con cẩu Pháp rất đẹp, không tì vết luôn nha anh chị. Ở ngoài này cũng vậy luôn nha. Cái chảo này là gần 1 kg, hơn 900g, bề qua nó là 7. Sau lòng nó được 5-6 nha. Được 6. Cái chảo này em bán anh chị là 400 nha. Con cẩu Pháp rất đẹp. Dạ. Bạn nghe đẹp không nha. Không. Kéo một cái chảo này là có từ, nhưng mà ở đây là nó hơi bị chày ngay nhỏ nha. Cái chảo này em bán cho 100 nha, 100k, số 17, có từ nha. Đây là chảo Pháp nhỏ, đây là một cái chảo Pháp nhỏ nữa, là em có một cặp chảo Pháp nha. Một cái này là nó 20, cái này là nó 18 nha, bề qua đó nha. Sau lòng là đều 4 hết nha. Hai cái chảo này là 1 kg yếu nè. Hai cái chảo này là em bán 300 nha, chảo Pháp. 300, số 18. Không. Pháp là không có từ. Một cái chảo sau lòng Pháp nữa nè. Chảo này cũng ở trứng giữa này là ok, không chày chuội hết, nhưng mà ở đây là nó hơi bị chày. Hai bên vòng tròn là nó chày, còn trứng giữa là không chày nha anh chị. Bề qua là nó được 22, bề xuống nó được 7 phần, nó chảo sâu lầm đó anh chị. Chảo này em bán 200 nha. Chảo Pháp nha, số 19 Pháp. Không từ. Cái chảo này chảo sâu lầm nè, có từ nè. Chảo này chảo gót dầu á, bề qua nó được 24, bề xuống nó được 6 phần đó. Chảo này ở trong nó chày nha. Chảo này em bán 150 nha. 150. Cái chảo này nè, nó bạc, nó bị chạy đây với ở đây thôi, chứ nó không bị chạy chỗ nào nữa nha anh chị. Chảo này là em thử rồi có từ không nha. Chảo này có từ mà nó yếu quá anh chị ơi, coi như không từ đi. Cái chảo này có từ. Với số 21. Chảo này là 900g. Chảo này em bán cho anh chị là 150 luôn nha. 150. Cái chảo này nó bị chày nhiều nè anh chị. Có từ nha. Em bán giá lỗi cho anh chị luôn là 100 nha. Số 22. 100 có từ. Cái chảo này là nó bị vàng nè, không từ. Chảo này là cũng 600g, em bán cho anh chị là 100k. Bề qua nó cũng là 26, bề xuống cũng là 5 nha anh chị. Cái này không từ. Cái chảo này cũng không từ luôn nè, trong lòng nó bị chày chụa nè. Em bán cho anh chị là 100k luôn nha. 24, 100k. Đây cái chảo sâu lầm gót dầu. Chảo này qua là nó 24 luôn nha. Chảo này cân nặng là 700g. Ở trong lòng nó bị vàng nha anh chị đó. Bề qua 24, em quen biết em cũng quen, em nhắm giống trang luôn. À. Cái chảo này ở trong lòng nó bị vàng nha anh chị. Vàng như vậy nó bị chỗ này nó bị mớp một chút, thành ra ba cái chỗ gót dầu luôn. Chảo này em bán 150 nha anh chị. 150. Đây là cái chảo đá mà nó bị vàng cái lòng nè. Đó, ở ngoài thì nó đẹp mà ở trong nó bị vàng. Chảo này em bán cho 100 luôn nha anh chị. Số 26. Đây là cái chảo vàng, vàng tươi luôn. Chảo gót dầu. Màu vàng hả? Dạ. Màu vàng như màu vàng đồng vậy đó mà chống dính luôn nha. Không.
Cái chảo số 27 này cũng không từ luôn, 700g bán cho 150 nha. Chảo này gót dầu được luôn á. Chảo này nó bị vàng á, bán kèm với cái chảo nhỏ này. Cái chảo này là rất đẹp nha, chảo này bằng nhôm. Chảo này hai cái chảo này là 1,5 kg, bán cho 150 nha. Bán chảo lỗi thay vì em bán cái chảo kia là 100, mà nó không được, em ế quá, giờ em kèm với cái chảo nhỏ này cho nó đi luôn nha anh chị. Yeah. Ủng hộ em nha. Số 28 150. Yeah. Không có từ. Đây là một cái chảo lỗi như này, cái chảo này nó gì, nó vàng này kia nè. Em bán cái chảo này là 80 nha, số 29 80. Rồi, em lên quánh nha anh chị, em còn 3 cái quánh nè. Cái quánh nhỏ nè. Cái quánh này á, bề qua nó là 16, sau lòng nó là được 8 phân. Cân nặng nó được 700g. Cái bánh này em bán anh chị là 1. Ở trong này nó ấy nè, quánh này. Nắp kính. Nắm 120 nha anh chị. 120k, số 30. Cái quánh này bề qua nó được 20, sau lòng nó được 8 phân. Cái quánh này em bán 150 nha, còn 1 kg, số 31. Quánh bên em là có từ hết nha anh chị. Đồ inox của em là dùng từ hết nha. Đây là một cái quánh bề, cái quánh này là bề qua nó là 26 22, sau lòng nó được 7, ở trong nó không mấy gì được đẹp, nó hơi mỏng như kia nha anh chị. Em bán cái quánh này là 150 luôn nha. 150. Có hả? Rồi tiếp theo em lên ấm nha anh chị. Em ấm này là nó ấm dùng từ nha, nhưng mà ấm không kêu nha. Ấm này em bán giá sale nha. Bán số 33 100k. Có từ nha mà không kêu nha. 100k có từ không kêu. Cái ấm này là ấm kêu nhưng mà em không bao kêu nha anh chị, tại vì cái kêu bây giờ nó ấy lắm, cái nút cái nắp này nó không có được chắc là nó không kêu luôn. Nè, trong đây nó cũng hơi vàng vàng nè. Bán ấm này là 100k luôn nha, số 34. Có từ mà kêu nhưng mà em không bao kêu nha anh chị. Để anh chị mua về xài là không kêu. Làm 400 nữa hả? Dạ. Ấm này là tầm 1,5 lít đến 1 lít nước nè. Ấm này ở trong lòng rất đẹp nha. Cái nắp cũng đẹp mà nó bị cái tay nó bị bay màu đen mà nó thành hơi bạc bạc thôi nha. Xám xám đó. Ấm này em bán 150 nha. Số 35 150 có từ. Ấm này cũng tầm 1,5 lít nước nữa nè. Nhưng mà trong lòng nó hơi bị giấy nha. Em bán cái ấm này là 1. Té xỉu. Em bán một con kêu một con không kêu nha. Em bán hai cái ấm này là 150 nha, số 36. 150. Tiếp theo là một cái ấm này tầm 1,5 lít nước. Cân nặng là 600g, ấm này là ấm kêu. Em bán chung với cái cặp, chung với cái ấm men này nha anh chị.
hai cái này em bán 150 nha, số 37. Trăm rưỡi nha anh chị. Đây là em có một cái ấm nhôm nè. Ấm nhôm này á là cái ấm nhôm này tầm 1 lít rưỡi đến 2 lít nước nha. Nè, trong lòng nó nè cũng ok lắm nè anh chị, không bị gì hết nha. Em dán keo lại là nặng cho cái nắp nó đừng có rớt tới rớt lui á. Ấm này em bán là 120 nha anh chị. Số 38 120. Cái ấm này ở trong lòng cũng hơi bị chày chụa nè, nhưng mà nó cũng dày lắm nha anh chị. Cái ấm này tầm 1 lít rưỡi nước. Với cái ấm này, cái ấm này là ấm kêu nè, nhưng mà ở trong á là nó cũng hơi bị xuống màu này kia gì đó. Hai cái này em bán 180 nha, 180 số 39. Cái tay ấm không nè, ấm này ấm không kêu á là nó hơi bị bạc bạc nha anh chị. Cuối cùng là số 40. Cái ấm này là tầm 2 lít rưỡi đến 3 lít nước. Ấm này trong lòng rất đẹp nha. Số 40 em bán cái ấm này là 300k nha. 300k. Số 40. Em xin hẹn anh chị tại số 40. Kết thúc live tại số 40. Xin hẹn gặp lại anh chị ngày mai vào lúc 14 giờ ngày 10 tháng 12 nha. Bye bye, xin hẹn chị gặp lại.